chứng bệnh huyết áp. Mà chị đã dành cho Lippy được không? Chị đã ốc ủ cái dự án này bao nhiêu lâu rồi? Nói là mẹ sao nghe ghê quá. Thật ra thì Nhi rất là vui khi mà được có thể giúp cho các bạn trẻ đam mê âm nhạc được thực hiện ước mơ của mình. Và Nhi được đồng hành cùng với Six Sense để mà tìm kiếm ra những cô gái rất là tài năng, rất là đáng yêu mà vừa rồi tất cả các bạn đã được xem trình diễn ở đây chương trình, đó chính là những bạn Lippy. Và Nhi hạnh phúc khi mà thấy Lippy ngày một trưởng thành hơn qua từng show diễn, cũng như là ngày được càng được chiếm được nhiều tình cảm hơn trong lòng của tất cả mọi người. Và thông qua hai sản phẩm đó chính là Love You Want You và ca khúc Số Nhỏ, Nhi cùng với ekip của mình cảm thấy rất là vui khi mà được các bạn đã ủng hộ rất là nhiệt tình. Chắc chắn là sẽ vẫn có rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà hy vọng rằng là với sự ủng hộ của tất cả mọi người, Lippy sẽ ngày một trưởng thành hơn và ngày một khẳng định được cái tên Lippy hơn trong lòng của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn ạ. Cũng ở trong hậu trường thì có thấy rằng là tất cả những khán giả không chỉ riêng ở SCB World, mà khi mà Kelly cùng đồng hành với đại sứ Lippy tại các trường đại học thì các bạn rất là yêu quý Lippy qua hai cái sản phẩm mà chị vừa mới đề cập đến. Vậy thì Kelly hỏi một xíu hay là trong tương lai chị có được ấp ủ một nhóm nhạc nào khác nữa không ạ? Một câu hỏi rất là hay mà cũng hơn cả phần hóc búa. Nó hóc búa ở đây là có một vài các cái dự án mà Nhi cũng như là ekip của mình đang giấu giếm để mà từ từ sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn trong thời gian ngắn sắp tới đây thôi. Và Nhi chỉ bật mí cho tất cả quý vị và các bạn rằng là đó chính là công sức và tâm huyết của cả một tập thể Six Sense cũng như là Đông Nhi hay là Âu Thắng, với hy vọng rằng là sẽ mang đến cho thị trường âm nhạc của chúng ta sẽ ngày càng có nhiều màu sắc hay hơn nữa, đa dạng hơn nữa để phục vụ nhu cầu nghe nhạc cũng như là xem trình diễn của tất cả quý vị và các bạn. Chính vì thế nên là cho dù là ở dự án nhóm nhạc Lippy hay là một vài các cái nhân tố hay là nhóm nhạc tiếp theo mà Six Sense giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn, hy vọng rằng là sẽ vẫn chinh phục được tất cả các bạn và được các bạn ủng hộ thật nhiệt tình với được không ạ? Cảm ơn rất nhiều.